Facebook và Instagram hoãn tính năng bảo mật quan trọng đối với người dùng. IDEA cho biết nền dân chủ đang tụt hậu trong thời kỳ đại dịch, Mỹ lần đầu bị điểm tên. Tổ chức ân xá quốc tế đã cảnh báo Ủy ban Olympic đừng tự đặt mình vào thế nguy hiểm khi tham gia tẩy trắng cho vụ bành soái. Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi không nên làm bất cứ điều gì để tôn vinh Trung Quốc với Thế vận hội Olympic. Hoa Kỳ chuẩn bị giải phóng dự trữ dầu chiến lược sớm nhất vào ngày 23. Khảo sát, 55% người Đức đã nhìn nhận ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc là tiêu cực. Vì sao Trung Quốc không dám cắt đứt quan hệ với Litva mà chỉ hạ cấp quan hệ ngoại giao? Tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc chạm mức thấp nhất trong 17 năm, cư dân mạng trẻ tuổi bình luận cay đắng. Kính chào quý khán thính giả cùng theo dõi nội dung chi tiết của tin Thế giới sáng vào ngày 23 tháng 11 của DKN TV. Thưa quý vị, Meta, công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp đã hoãn giới thiệu mã hóa end-to-end trong dịch vụ ảnh Facebook Messenger và Instagram. Theo Engadget, tính năng quan trọng đối với sự an toàn của người dùng này đã bị tạm ngừng để sửa đổi. Người đứng đầu bộ phận bảo mật toàn cầu của Facebook, Antigone David đã lưu ý rằng việc chuyển đổi sang các thuật toán truyền thông an toàn hơn đã được lên kế hoạch trước đó vào năm 2022. Theo bà, gần đây đã có quyết định rằng việc giới thiệu mã hóa end-to-end sẽ diễn ra vào khoảng năm 2023. Bà Antigone David cũng đã cho biết rằng các kỹ thuật viên phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện chức năng. Mã hóa end-to-end từ lâu đã được sử dụng WhatsApp, cũng thuộc sở hữu của Meta. Bà cũng đã nói thêm rằng Meta sẽ vẫn có thể phát hiện nội dung bị cấm, ngay cả sau khi mã hóa được giới thiệu. Để làm được điều này, các chuyên gia sẽ phân tích thông tin không được mã hóa và xem xét các khiếu nại của người dùng. Thưa quý vị, dân chủ đã xấu đi trên toàn thế giới khi nhiều quốc gia đã không ngần ngại thực hiện các biện pháp phi dân chủ và không cần thiết để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Một tổ chức liên chính phủ đã chỉ ra trong một báo cáo vào ngày 22 tháng 11. Tổ chức quốc tế về dân chủ và hỗ trợ bầu cử IDEA đã cho biết nhiều nền dân chủ đã lùi một bước. Tổ chức bao gồm 34 quốc gia tham gia đã cho biết, tính đến tháng 8 năm nay, thì có 64% trong số 100 quốc gia đã áp dụng các biện pháp không cân xứng, không cần thiết và thậm chí là bất hợp pháp để đối phó với đại dịch. IDEA có trụ sở tại Thụy Điển đã cho biết, tình hình ở các nước phi dân chủ thậm chí là còn tồi tệ hơn. Các chế độ độc tài đàn áp một cách trắng trợn hơn, hạn chế quyền tự do ngôn luận và làm suy yếu nhà nước pháp quyền. Trong báo cáo tình trạng dân chủ thế giới, tổ chức này cũng đã cho biết số quốc gia mà nền dân chủ thực sự đã bị thoái lui rất nhiều trong thập niên qua, đặc biệt là Hoa Kỳ, Hungary, Ba Lan và Slovenia. Vào năm 2020, số quốc gia chuyển sang chủ nghĩa độc tài đông hơn tất cả các quốc gia theo hướng dân chủ. Trong 2 năm qua, ít nhất 4 quốc gia đã mất dân chủ trong các cuộc bầu cử thiếu sót hoặc là các cuộc đảo chính quân sự, báo cáo cũng đã cho biết. Một bản báo cáo dài 80 trang do tổ chức quốc tế chuyên vận động và thúc đẩy nền dân chủ trên thế giới chuẩn bị cũng ca ngợi chủ nghĩa hoạt động công dân đã phát huy sức mạnh to lớn. Trong thời gian đại dịch, các cuộc biểu tình và hành động dân sự đã diễn ra ở hơn 80 quốc gia, bất chấp những hạn chế mạnh mẽ của chính phủ. Ngược lại, các phong trào dân chủ hóa đã bị đàn áp ở Cuba, Eswatini, Myanmar, Belarus và Sudan. Thưa quý vị, Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm qua đã chỉ ra rằng cuộc gọi điện video giữa Ủy ban Olympic Quốc tế IOC và bành soái đã khiến cho IOC đã tự đặt mình vào thế nguy hiểm. Bành soái đã có một cuộc gọi video vào ngày hôm kia với Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, và tuyên bố rằng cô ấy bình an vô sự. Al Kanakat, một nhà nghiên cứu về vấn đề Trung Quốc tại Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cho biết Ủy ban Olympic Quốc tế đã lâm vào tình trạng nguy hiểm. Họ nên cực kỳ thận trọng để tránh tham gia các thỏa thuận tẩy trắng có thể vi phạm nhân quyền. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự khác nhau trong quá khứ và người có liên quan không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói những gì người khác muốn anh ta nói. Ông Akhat đã chỉ ra rằng cuộc gọi điện video này gần như là không thuyết phục và không giúp giảm bớt những nghi ngờ của thế giới bên ngoài về việc liệu bành soái có ổn không. Ông đã nói, chính phủ Trung Quốc, đặc biệt là các phương tiện truyền thông nhà nước, luôn có hồ sơ này, đó là ngay sau khi một người nào đó biến mất, họ đã bịa đặt cuộc trò chuyện của người đó hoặc là buộc người đó nói điều gì đó không chân thành
đôi khi là trước ống kính TV. Ông Ác Khách đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc điều tra các cuộc tấn công tình dục của Bành Soái và bảo đảm rằng nạn nhân có thể nói chuyện tự do mà không phải chịu hậu quả bất lợi. Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Bill Beer vào hôm qua cũng đã bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Bành Soái có thể thoải mái bày tỏ những phát ngôn của mình hay không, và tin rằng đoạn video đã không giải đáp được thắc mắc của mọi tầng lớp xã hội. Ông Beer cũng đã nhấn mạnh rằng nhân quyền là điều kiện cần thiết cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Do thành tích nhân quyền kém cỏi của Trung Quốc, vào tháng 7 năm nay, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một nghị quyết không ràng buộc, kêu gọi Liên minh châu Âu EU và các đại diện chính phủ và nhà ngoại giao của các quốc gia thành viên từ chối tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022, trừ khi chính phủ Trung Quốc chứng minh rằng tình hình nhân quyền ở Hồng Kông, khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và các khu vực khác của Trung Quốc đã được cải thiện. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Tom Cotton vào hôm thứ Hai đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Olympic Bắc Kinh, một phần là vì Tổng thống Biden không thể bảo đảm sự an toàn của người Mỹ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Cotton đã nói rằng, Ủy ban Olympic quốc tế đang hoạt động như là một bình phong cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tuần trước, tôi đã kêu gọi tẩy chay toàn bộ và hoàn toàn Thế vận hội này, một phần vì chính quyền Biden không thể bảo đảm an toàn cho các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên của chúng tôi. Thượng nghị sĩ Mỹ đã nói thêm rằng, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt các vận động viên của chính họ và cho những người này biến mất, sau đó lại cho xuất hiện trong các video bắt con tin như thế này, vậy thì họ sẽ làm gì với các vận động viên của chúng ta? Đây là một chế độ đang thực hiện tội ác diệt chủng đối với chính người dân của mình. Chúng ta không nên làm bất cứ điều gì để ăn mừng hoặc là tôn vinh Trung Quốc với các Thế vận hội Olympic này. Chúng ta nên bỏ phiếu lại. Có lẽ khoảng nửa tá quốc gia châu Âu có thể tổ chức Thế vận hội vào tháng 2 nếu chúng ta chuyển địa điểm đăng cai bây giờ. Thưa quý vị, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson vào hôm thứ Hai đã cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về việc ai sẽ đại diện cho chính phủ Anh tham dự Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào năm tới. Các nhóm nhân quyền đã kêu gọi tẩy chay Thế vận hội sẽ diễn ra vào tháng 2 vì chính quyền Trung Quốc đã bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, và Hoa Kỳ cũng đã cho biết họ đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao. Người phát ngôn của ông Johnson cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về sự đại diện của chính phủ tham dự Thế vận hội vào thời điểm này. Thủ tướng không ủng hộ việc tẩy chay Thế vận hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi các hành vi vi phạm nhân quyền khi chúng tôi nhìn thấy, và bao gồm cả ở Trung Quốc. Trước đó, tờ The Times vào ngày 20 tháng 11 đã đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào năm tới để phản đối cách hành xử của Trung Quốc về vấn đề nhân quyền. Một cuộc thảo luận tích cực trong chính phủ đã diễn ra, trong đó Ngoại trưởng Liz Truss đã được cho là ủng hộ việc tẩy chay. Thưa quý vị, CNBC và MarketWatch đã đưa tin chính phủ Hoa Kỳ sẽ công bố kế hoạch giải phóng lượng dầu khí dự trữ chiến lược với sự hợp tác của nhiều quốc gia sớm nhất là vào ngày 23 tháng 11 theo giờ địa phương. Các phương tiện truyền thông đã cho rằng việc phát hành dầu chiến lược của chính quyền ông Biden rất có thể được thực hiện với sự hợp tác của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ. Theo các nguồn tin, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đã cùng với các nước tiêu thụ dầu lớn nhất như là Hàn Quốc và Nhật Bản giải phóng năng lượng dầu dự trữ chiến lược để hạn chế sự gia tăng giá năng lượng. OPEC cộng bao gồm tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, OPEC và các nước sản xuất dầu lớn đã từ chối yêu cầu quy mô lớn của Hoa Kỳ về việc tăng sản lượng tại một cuộc họp vào tháng 11. Tuy nhiên, chính quyền ông Biden được cho là đang theo đuổi kế hoạch đưa tổng cộng 35 triệu thùng dầu chiến lược ra thị trường theo từng giai đoạn. Một phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc đã cho biết chưa có quyết định nào về việc phát hành dầu chiến lược, nhưng khẳng định rằng Hoa Kỳ đang liên hệ với các nước và đang xem xét các lựa chọn khác nhau nhằm kiềm chế giá năng lượng. Hoa Kỳ hiện giữ khoảng 620 triệu thùng dầu thô trong các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở Texas và Louisiana. Trong khi đó, đại diện của các nước sản xuất dầu tham gia nhận định rằng OPEC cộng có khả năng cao sẽ điều chỉnh kế hoạch tăng sản lượng hiện tại vào tháng 12 nếu các nước tiêu thụ dầu lớn cùng giải phóng một lượng lớn dầu chiến lược. Thưa quý vị, cuộc thăm dò do Kantar Public thực hiện do quỹ Coopera vào tháng 9 và tháng 10 đã cho thấy đa phần người Đức coi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên trường thế giới là tiêu cực. Hơn 1.100 người đã tham gia khảo sát. Theo kết quả được công bố vào thứ Hai, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, 55% coi ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc là tiêu cực. Dưới thời Thủ tướng sắp mãn nhiệm Angela Merkel, Đức đã thu được nhiều lợi ích từ mối quan hệ kinh doanh với Trung Quốc.
Tuy nhiên, các quan chức ngày càng tỏ vẻ ra lo lắng về sự phụ thuộc ngày càng tăng vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. So với Nga, Trung Quốc được coi là một mối đe dọa lớn hơn đối với các giá trị của trật tự dân chủ và nền kinh tế thị trường xã hội của Đức. Cuộc khảo sát cũng đã cho biết quan hệ giữa Đức và Hoa Kỳ đã được cải thiện đáng kể sau cuộc bầu cử vào năm 2020. Người Đức đã tiếp tục coi Washington là đồng minh quan trọng nhất của họ, tiếp theo là Pháp. Người Đức mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ trên trường thế giới, đặc biệt là về an ninh và quốc phòng, thương mại tự do và nhân quyền. Thú vị, Kyodo News đã đưa tin, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi vào ngày 21 tháng 11 đã cho biết trong một cuộc điện đàm gần đây, người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị đã mời ông đến thăm chính thức Trung Quốc, nhưng các thỏa thuận vẫn chưa được tiến hành. Ông Hayashi đã nói trong khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình rằng, không có gì được ấn định và không có sự sắp xếp nào được xúc tiến. Khi được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden xem xét tẩy chay Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 để phản đối cáo buộc vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, Ngoại trưởng Hayashi đã chỉ nói rằng vấn đề này sẽ được chính phủ Nhật Bản xem xét riêng. Vì việc vận động viên quần vợt Trung Quốc Bành Soái đã biến mất sau khi cáo buộc chính trị gia kỳ cựu Trung Quốc Trương Cao Lệ đã tấn công tình dục, Ngoại trưởng Hayashi đã cho biết ông đang rất theo sát tình hình. Thú vị, văn phòng đại diện Đài Loan tại Litva gần đây đã được mở tại thủ đô của nước này, khiến cho Trung Quốc tức giận và hạ cấp quan hệ ngoại giao giữa hai nước từ cấp đại sứ xuống cấp đại biện. Thế giới bên ngoài đang tranh luận sôi nổi tại sao Trung Quốc lại không trực tiếp cắt đứt quan hệ ngoại giao với Litva. Các chuyên gia phân tích rằng, phương thức phá vỡ quan hệ ngoại giao sẽ có lợi cho việc mở rộng không gian ngoại giao của Đài Loan và cũng sẽ tác động đến quan hệ Trung-Âu. Trung Quốc muốn biến vụ việc thành nhỏ lẻ mà không muốn nó trở thành một mô hình có thể kéo theo các phản ứng tương tự ở Trung Âu. Văn phòng đại diện của Đài Loan tại Lithuania đã được khánh thành tại thủ đô Vilnius vào ngày 18 tháng 11. Đây là lần đầu tiên Đài Loan đã thiết lập một gian hàng tại một quốc gia không liên kết với tên gọi là Văn phòng đại diện Đài Loan, nơi từng được gọi là Văn phòng đại diện kinh tế và văn hóa Đài Bắc hoặc là Văn phòng Đài Bắc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã bày tỏ sự không hài lòng và nghiêm túc phản đối, đồng thời quyết định giáng cấp quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Litva từ cấp đại sứ xuống cấp đại biện. Bộ Ngoại giao Litva cũng đã bày tỏ lấy làm tiếc và nhắc lại việc tuân thủ chính sách của Trung Quốc và quyền mở rộng hợp tác với Đài Loan. Lần hạ cấp quan hệ ngoại giao gần đây nhất từ cấp đại sứ xuống cấp đại biện của Trung Quốc đã xảy ra vào năm 1981 khi Hà Lan bán tàu ngầm cho Đài Loan và hai nước không nối lại quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ cho đến năm 1984. Cùng ngày, việc hạ cấp được công bố, ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đưa ra một bài báo gọi quyết định giáng cấp như là một lời cảnh báo rằng Trung Quốc có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Litva nếu nó có những hành động phá hoại hơn nữa đối với vấn đề Đài Loan. Học giả Trung Quốc Thôi Hồng Kiến được hãng truyền thông Blue Media đã dẫn lời nói rằng Trung Quốc không cắt đứt quan hệ ngoại giao vì họ đang cân nhắc việc tránh tác động quá mức đến quan hệ Trung Quốc-EU. Và rằng nếu hai nước phá vỡ quan hệ ngoại giao, Litva sẽ gia tăng phản đối với các vấn đề liên quan đến Trung Quốc trong EU mà nước này là thành viên. Trung Quốc dường như đang thận trọng trong việc cắt đứt quan hệ ngoại giao trong vụ Litva và có vẻ như là vẫn sợ rằng ném chuột sẽ vỡ bình. Ông Quách Diệp Nhân, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc và khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Tôn Trung Sơn ở Đài Loan đã nói với Epoch Times vào ngày 22 tháng 11 rằng chính quyền Bắc Kinh đang cố gắng biến Litva trở thành một sự cố đơn lẻ thay vì để nó phát triển thành một mô hình. Ông đã nói, nếu Trung Quốc trực tiếp phá vỡ quan hệ ngoại giao với Litva vì cho phép thành lập văn phòng đại diện dưới tên Đài Loan, nó sẽ trở thành một khuôn mẫu và các nước khác cũng có thể lặp lại khuôn mẫu này. Trung Quốc sẽ phải lần lượt phá vỡ quan hệ ngoại giao với các nước. Điều đó khiến cho Đài Loan có cơ hội tốt hơn trong tình hình ngoại giao tổng thể. Đó là lý do chính khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc tung ra sự thận trọng trước gió. Ông đã nói thêm rằng, đặc biệt là sự tương tác gần đây của Đài Loan với Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và các quốc gia thân thiện khác có thể trở thành Litva tiếp theo, nếu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn tránh. Trần Dụng Lâm, một cựu quan chức ngoại giao tại lãnh sự quán của Trung Quốc ở Sydney, đã phân tích với Epoch Times vào ngày 22 tháng 11. Tại sao không trực tiếp cắt đứt quan hệ ngoại giao? Điều đó cho thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn có hy vọng rằng Litva sẽ quay lại và không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi các hoạt động của Đài Loan tại đó.
Ông Trần đã phân tích rằng ở một mức độ nào đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang chấp nhận sự công nhận kép. Họ chỉ không thể nuốt trôi điều này trong lúc này, sự mất mặt quá lớn. Tên gọi của văn phòng đại diện là Đài Loan, tương đương với biểu thị tên quốc gia, cho nên Đảng Cộng sản Trung Quốc hạ cấp ngoại giao nhưng vẫn là quan hệ ngoại giao, tương đương với công nhận và sự công nhận kép của Litva. Việc thành lập văn phòng đại diện Đài Loan sẽ mở ra một loại tiền lệ công nhận kép, nghĩa là vừa công nhận một Trung Quốc, vừa công nhận một Đài Loan. Người ta ước tính rằng các nước Baltic khác cũng sẽ làm theo. Liệu việc Trung Quốc hạ cấp ngoại giao với Litva có ngăn được mô hình Litva lan sang các nước Trung và Đông Âu? Ông Quách Dục Nhân đã trích dẫn sự tham gia gần đây của ông trong một hội nghị truyền hình do các viện nghiên cứu tổ chức ở các nước Trung và Đông Âu, bao gồm cả Litva, Slovakia, Ba Lan, Ukraine và Hungary, nơi cá nhân ông cảm thấy rằng những nước này đã trải qua sự lãnh đạo mạnh mẽ của Liên Xô và sau khi Liên Xô sụp đổ, khát vọng dân chủ đã lan rộng khắp nơi. Các quốc gia này đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại từ cả chiến tranh thông tin và thông tin sai lệch và họ cũng đã nhận thức rất rõ về các thủ đoạn mà các nước độc tài sử dụng. Nhiều quốc gia đã bắt đầu thức tỉnh trong những năm gần đây và cảm thấy e ngại về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc lợi dụng các mối quan hệ kinh tế và thương mại để ngấm ngầm gây ảnh hưởng, trong khi dù sao thì Đài Loan vẫn là một nền dân chủ với các giá trị, giống như là các quốc gia còn lại. Và các tương tác trong tương lai với Đài Loan sẽ cởi mở hơn và thường xuyên hơn. Nhiều quốc gia sẽ nhìn nhận Đài Loan nhiều hơn trên quan điểm bảo vệ lợi ích, giá trị cơ bản và an ninh quốc gia của chính họ, vốn là xu hướng của toàn thế giới. Thưa quý vị, vào ngày 21 tháng 11, Loop Media đã đưa tin rằng số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc vào năm 2020 đã giảm 7 năm liên tiếp, đạt mức thấp nhất mới trong gần 17 năm qua. Và sau thông tin số lượng kết hôn giảm trong nhiều năm, cư dân mạng đã một phen nhốn nháo bình luận sôi nổi rằng vào ngày 21 tháng 11, tờ The Paper đã cho biết niên giám thống kê Trung Quốc vào năm 2021 gần đây đã được công bố trên trang web chính thức của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tiết lộ về tỷ lệ đăng ký kết hôn năm 2020. Thống kê này đã cho thấy tổng số đăng ký kết hôn vào năm 2020 là 8,143 triệu cặp, giảm 1,13 triệu cặp so với năm 2019. Đây cũng là năm giảm thứ 7 liên tiếp kể từ khi đạt hơn 13 triệu cặp đôi vào năm 2013. Nó cũng thiết lập mức thấp mới trong gần 17 năm vừa qua kể từ năm 2003 tới nay. Thông tin số lượng người đăng ký kết hôn vào năm 2020 giảm trong 7 năm liên tiếp đang ngay lập tức mở ra một cuộc bàn tán sôi nổi trong giới trẻ. Đa phần các ý kiến cho rằng áp lực kinh tế quá lớn dẫn đến sinh ít con, trong tương lai dân số sẽ ngày càng ít hơn. Áp lực cuộc sống quá lớn, cả nam và nữ bây giờ đều không muốn kết hôn. Vấn đề là chi phí càng ngày càng cao, cả chi phí hẹn hò cũng rất cao. Cư dân mạng tên là Tiểu Lâm Vô Sứ Bất Tại đã bình luận rằng trước khi kết hôn, ăn no mặc ấm là hạnh phúc. Bây giờ có tiền chưa chắc đã hạnh phúc. Không có tiền căn bản là không hạnh phúc. Tôi sinh năm 95 và rất muốn kết hôn, nhưng muốn là muốn vậy thôi vì không tìm được đối tượng phù hợp. Tôi có nhà, có tiền tiết kiệm, tuy không nhiều nhưng cũng không có áp lực gì. Một mình sống qua ngày cũng không tệ. Người dùng mạng tên là CH Hiền Ngang đã bày tỏ rằng nếu không phải quá áp lực thì hầu hết mọi người vẫn muốn sống một cuộc sống bình thường, lập gia đình và sinh con. Nhưng đằng sau những từ này có quá nhiều thứ phải trả giá, một thế hệ không thể gánh nổi, cần phải hai hoặc là ba thế hệ cùng nhau mới có thể gánh nổi. Nên ba phần mềm đã viết rằng, chính xác, sau khi kết hôn, bước tiếp theo chính là sinh con, mọi thứ đều phải dùng đến tiền, rất nhiều người vẫn chưa hiểu được điều này. Nhiều người còn há hốc mồm, giá cả thị trường hiện nay không thể so với vài thập niên trước được. Chi phí nuôi con nhỏ cao đến chóng mặt, không thể theo kịp nổi. Nickname Hoa Khuynh Thành Thị đã để lại lời bình rằng giai đoạn này đang đứng ở làn sóng hôn nhân của thế hệ sau những năm 95. Giai đoạn này đúng lúc lại là cao điểm của kế hoạch hóa gia đình thời bấy giờ. Người ít thì đâu có nhiều cuộc hôn nhân được. Cư dân mạng có tên là Dư Tuệ Dĩnh đã bày tỏ rằng một người no thì cả nhà không đói. Hôn nhân phải có một bên vững chắc mới được, nếu không sẽ liên lụy đến đối phương. Hôn nhân không phải là 1 cộng 1 bằng 2 mà bằng 3 hay 4 hoặc 5. Như Lạc Niên Độ Đại Nguyễn đã viết rằng, tìm việc khó, cuộc sống nhiều áp lực, giá cả thì cao, nhà cửa là quan trọng nhất. Kết hôn phải có tiền, sinh con cũng phải có tiền. Miễn cưỡng kết hôn, sinh con mà không có gì thì cuộc sống sẽ rất gian nan, con cái cũng khổ, tự mình cũng khổ. Ở một mình cho nhẹ nhõm.
Hiện nay chính sách 65 tuổi mới về hưu, tiết kiệm thêm nhiều tiền và yêu thương bản thân quan trọng hơn. Thanh sáp Hồng Bình quả bất điềm đã bình luận rằng, áp lực nhiều, bạn bè xung quanh tôi hầu hết tầm 25 tuổi đều chưa kết hôn, đều muốn tranh thủ kiếm tiền, cái gì cũng không muốn, bởi vì họ đều biết rằng, kết hôn thì phải mua nhà, mua xe, còn phải lo cho hai người ở chung một thành phố. Kết hôn làm gì chứ? Để người nhà cùng chịu khổ à? Dứt khoát không yêu đương, không phải là không muốn kết hôn, cũng muốn chứ. Chỉ là hiện tại chưa cho phép, cũng không có cách nào. Người dùng mạng tên là Thủ Ca đã nói rằng, bây giờ muốn kết hôn khó quá, phải mua nhà, sính lễ, xe hơi, ít nhất cũng phải 2 triệu tệ. Tiền lương của tôi mỗi tháng chỉ 2.600 tệ, căn bản là không dám nghĩ tới. Kính thưa quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Dekan News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Dekan News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, một tin thế giới sáng của Dekan TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.